Hôm nay, em xin giới thiệu với anh chị một lô đất nằm cách mặt tiền đường Trần Phú 40m. Hiện tại, đường Trần Phú này một đầu trực tiếp nối vào trung tâm hành chính phường, hướng còn lại là đi về sân bay quốc tế Long Thành sau này. Và chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Phú Mỹ. Đây là kênh chuyên giới thiệu nhà đất tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu anh chị đang cần tìm mua hay có nhà đất tại đây cần bán thì hãy gọi ngay cho em qua số 0938 948 023. Cảm ơn mọi người. Và trước mặt anh chị là lô đất em muốn giới thiệu hôm nay. Lô đất này tọa lạc tại khu phố Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Về vị trí, lô đất này nằm ngay trên mặt tiền đường nhựa hiện hữu. Đường này hiện tại rộng chừng 8m và đã được quy hoạch mở rộng lên 12m. Đường này một đầu nối trực tiếp vào đường Trần Phú. Từ đây chỉ mất chừng 3 phút là ta có thể di chuyển vào khu trung tâm hành chính phường. Hướng còn lại sau này kết nối thẳng vào đường Vành Đai 4 để hướng về sân bay Long Thành. Hướng ngược lại của đường này kết nối trực tiếp vào đường Võ Văn Kiệt. Từ đây ta có thể dễ dàng di chuyển ra quốc lộ 51 để về thành phố Vũng Tàu, hay hướng về cao tốc Long Thành Dầu Dây để về thành phố Hồ Chí Minh. Xung quanh đất thì mật độ dân cư còn khá thưa. Di chuyển chừng 3 phút là về ngay trung tâm hành chính phường để đi chợ, mua sắm, ghé Bách Hóa Xanh hay Thế Giới Di Động, trường học và Ủy ban Nhân dân. Đặc biệt, vị trí đất chỉ cách khu công nghệ cao 450 hectare sau này chừng 500m. Và sau khi khu công nghệ cao này bắt đầu khởi công thì nhu cầu về nhà ở, hàng quán ở đây sẽ cực kỳ lớn. Từ đó nhu cầu bất động sản sẽ tăng theo và sẽ tạo ra những cú hích về giá cho bất động sản tại đây. Để hiểu rõ hơn về vị trí đất, anh chị có thể tìm hiểu kỹ trên Google Maps. Link vị trí em để dưới phần mô tả của video. Về giấy tờ pháp lý của lô đất. Đầu tiên về giấy tờ pháp lý của lô đất này thì như chủ cung cấp cho em, lô đất này đã có sổ hồng riêng, đứng tên một chủ và không có bất kỳ tranh chấp gì hết. Cho nên mọi người có thể dễ dàng trong việc sang tên mua bán đổi chủ đối với lô đất này. Thứ hai là về diện tích đất. Lô đất này có tổng diện tích là 201m², trong đó có 60m² đất thổ cư, sở hữu lâu dài, phần còn lại là đất trồng cây. Lô đất này có 5m mặt tiền đường, chiều sâu 40m. Hướng lô đất này là hướng Nam. Và điều cuối cùng em muốn cung cấp là về giá bán của lô đất này. Hiện chủ muốn bán lô đất này với giá 1,5 tỷ. Anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này vui lòng liên hệ với em qua số 0938 948 023. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào.